xe tuần tra sa mạc. Desert patrol vehicle. Xe tuần tra sa mạc là một phương tiện quân đội với tốc độ cao 100 km/h của Mỹ. Chiếc xe quân đội ấn tượng này được sử dụng lần đầu tiên trong các trận chiến của cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, đặc biệt là trong chiến dịch bão táp sa mạc. Xe tăng. Tank. Xe tăng là loại xe chiến đấu bọc thép được trang bị pháo lớn di chuyển bằng các bánh xích, được thiết kế cho tấn công của phòng thủ độc lập hoặc cùng các đơn vị chiến đấu khác. Cầu phóng xe tăng. Tank bridge. Cầu phóng xe tăng là một phương tiện hỗ trợ chiến đấu, đôi khi được coi là một loại phụ của phương tiện kỹ thuật quân sự, được thiết kế để hỗ trợ quân đội triển khai nhanh chóng xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác qua các chướng ngại vật dạng khe, chẳng hạn như sông. Xe tăng robot. Tank robot. Hiện nay, quân đội phát triển robot nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quân đội, thực hiện các nhiệm vụ như tấn công vũ bão vào vị trí đối phương. Trong nhiều trường hợp, robot có thể độc lập tác chiến mà không cần con người, giúp giảm tối đa thiệt hại về nhân lực trong tương lai. Tàu sân bay. Aircraft carrier. Tàu sân bay hàng không mẫu hạm là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay. Trên thực tế, hoạt động như một căn cứ không quân trên biển, chúng có thể chở được hàng chục đến hàng trăm máy bay. Trực thăng vận tải. Transport helicopter. Là một trong những trực thăng phổ biến nhất, có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ từ vận chuyển binh lính, pháo, đạn dược, nhiên liệu, khí tài quân sự trên chiến trường tới cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy, chuyên chở hàng hóa cũng như sử dụng quân sự. Xe cứu thương quân sự. Army ambulance. Xe cứu thương quân sự đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quân đội. Nó thực sự là một trạm y tế dã chiến có khả năng chống đạn, xâm nhập nhiều địa hình và đặc biệt có thể cứu các binh sĩ một cách kịp thời. Máy bay cứu thương quân sự. Army air ambulance. Máy bay cứu thương quân sự là chuyến bay cấp cứu các binh sĩ, giúp ngắn thời gian vận chuyển, tận dụng các phòng không vàng để điều trị cho bệnh nhân. Xe tác chiến điện tử. Electronic warfare vehicle. Xe tác chiến điện tử hỗ trợ tác chiến điện tử, trinh sát, tình báo, thu thập thông tin, theo dõi phân tích trạng thái của đối phương, hiệp đồng với các thành phần khác nâng cao chính xác hiệu quả trong tác chiến. Xe tăng lội nước. Waterproof tank. Quân. Armored trooper carrier. Xe bọc thép chở quân là xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ. Chúng không phải được thiết kế để tham gia trực tiếp vào trận, mà để đưa quân đến chiến trường an toàn, tránh mảnh nặng lồ và phục kích. Tàu ngầm. Submarine. Nhiều quốc gia có lực lượng hải quân sử dụng tàu ngầm cho mục đích quân sự. Tàu ngầm cũng được sử dụng cho vận chuyển hàng hải và nghiên cứu khoa học ở hải dương, cũng như ở vùng nước ngọt, giúp đạt đến độ sâu vượt qua khả năng lặn của con người. Xe tải phóng tên lửa. Launch vehicle. Xe tải phóng tên lửa hay còn được gọi là xe mang phóng tự hành, là phương tiện mang tên lửa với một bệ di chuyển tích hợp có thể mang, nâng lên vị trí bắn và phóng một hoặc nhiều tên lửa. Xe tải quân sự. Army truck. Vận tải quân sự là một loại công tác quan trọng, bảo đảm cho việc cơ động của lực lượng vũ trang và nhiệm vụ tác chiến của quân đội. Xe quân sự cơ động Humvee. Humvee. Humvee là phương tiện vận tải chiến thuật hạng nhẹ đa chức năng như tuần tra, trinh sát, chiến đấu, làm phương tiện đột kích hạng nhẹ, tải thương, làm xe chỉ huy và vận tải hạng nhẹ. Xe cầu quân sự. Military crane truck. Xe cầu quân sự là xe tải được gắn thêm cần cầu. Chúng có tác dụng nâng hạ, đồng thời di chuyển, vận chuyển hàng hóa, máy móc, các thiết bị nặng có kích thước lớn. Máy bay tấn công mặt đất. Attack plane. Máy bay
quân sự được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và thường được triển khai hoạt động như một phương tiện hỗ trợ từ trên không và yểm trợ trong cự ly gần cho các đơn vị mặt đất trong lực lượng của mình. Xe tên lửa. Missile vehicle. Xe tên lửa còn được gọi là xe chở tên lửa đạn đạo xuyên không lục địa. Mỗi quả đạn dài 29,5m và có đường kính là 1,7m, khối lượng phóng là 45 tấn. Trực thăng quân sự. Military helicopter. Chức năng chính của máy bay quân sự là vận chuyển binh lính, tìm kiếm cứu hộ trong chiến đấu, di dời thương binh, chỉ huy trên không, hoặc thậm chí có thể được trang bị vũ khí để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Xe tuần tra Tiger. Patrol Military Tiger. Phương tiện này được chế tạo để phục vụ tuần tra và trinh sát, cũng như yểm trợ hỏa lực cho lính bộ binh. Xe Tiger có thể chở tối đa 10 binh lính và được trang bị đầy đủ vũ khí cùng một lúc, cũng như chở hàng hóa trên địa hình hoặc ô tô thường, không thể đi lại được. Máy bay không người lái. Military drone. Máy bay không người lái có các dụng cụ do thám điện tử để phát hiện lính du kích và di dân lậu, cũng như bọn buôn ma túy vượt biên giới và chuyển tin tức về cho cơ quan phụ trách. Máy bay tiêm kích đánh chặn. Interceptor. Ra đời để đáp ứng nhu cầu bảo vệ mục tiêu mặt đất khỏi các đòn đánh của vũ khí hủy diệt hàng loạt. Loại máy bay này có tốc độ rất cao, tầm bay xa, chiến đấu bằng cách phóng tên lửa từ xa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu một số phương tiện quân sự nổi tiếng ở trên thế giới. Và bạn cảm thấy ấn tượng nhất với phương tiện nào? Hãy để lại comment dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên like để luôn nhận được những thông báo mới nhất. Cảm ơn các bạn đã